trước khi làm á thì cái mạch máu mình nó cứng lắm, khi mình làm mình được làm á thì cái mạch máu mình nó kêu lóc cóc và đi làm được nhiều lần á là nó thông luôn và vuốt luôn, nó không còn kêu lóc cóc nữa. Dạ, và cái chân nó nhẹ luôn. Dạ, cảm ơn lớp học và cảm ơn sự tận tâm của giáo. Dạ. Chị đây ở đâu rồi? Khi mà làm xong á, là trước khi làm á là cái chân nó nhức, mà khi mà làm xong rồi thấy nó dễ chịu, mà không bị nhức á là đỡ nhiều, bớt nhiều ha, bớt nhức nhiều ha. Rồi đây chị, cảm ơn lớp học, cảm ơn chương trình là phương pháp như thế này rất hay, tại trong một vài phút thôi mà tự nhiên cái chân nó nhẹ hẳn đi, máu nó lưu thông được. Giờ về làm mỗi ngày đúng thì rồi, chân phải liên tục, đúng liên tục làm. Mà cái hay á, cái hay chị có công nhận cái hay ở đâu, chị có đoán được không? Cái hay là không dùng thuốc nữa. Không dùng thuốc đúng rồi, đương nhiên. Còn cái gì nữa? Đặc biệt, điều đặc biệt ở đây là cái gì? Tự làm. Tự làm, đúng không? Đấy giờ là tự làm. Tự mình làm chứ. Mà sau này về là tự được, chứ không có phải gậy nhờ vào ai nữa. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Cái đấy là em thấy là hay nhất. Còn chị thì sao? Thì trước khi làm thì cô giáo có đo dùng là nó nguyên một sợi dây này đây. Nhưng mà sau khi làm rồi á thì hả nó dư sợi dây khoảng 2 cm vậy nè. Và cái chân của tôi nó cũng hết sưng rồi. Đây này xẹp rồi đấy nè. Xẹp luôn rồi. Lúc trước căng bóng lên, căng bóng lên mà chỗ này là sưng to lên luôn á. Cho nên là tôi thấy phương pháp này rất là toàn diện. Ok, chúc mừng chị. Đây, chị này là đi từ đêm đây nè. Chị ở đâu chị? Dạ, tôi ở Tiền Giang. Dạ, cũng thường coi trên internet đó, rồi có thấy chương trình thấy rất là bổ ích. Rồi cũng tìm mình tới để làm, để tự chữa bệnh cho mình. Mà nãy giờ làm thì sao vậy? Thấy trước thì giò chân nó rất là nặng. Bây giờ thì nó nhẹ nhàng, nó nóng lên, nó nhẹ, nó thoải mái. Thấy... Về nhà làm tiếp nữa nhé. Phải làm nữa rồi chân bị tê nên cô làm thì lấy thấy nhẹ. Cảm ơn chương trình bớt tê nè, bớt tê. Dạ, chân thì nó bị nặng nặng rồi, xong rồi làm xong từ nãy giờ thấy nó nhẹ nhẹ. Cảm ơn cô giáo. Đỡ nhiều cơ bác. Đỡ nhiều hả bác? Bác 77 tuổi đó, đúng không? Lúc nãy nghe nòm được là bác 77 tuổi đó. Trước khi làm cái chân nó mỏi nhiều, mà sau khi làm thì nó nhẹ nhàng hơn. Cảm nhận của em là khi mình nhờ được bác kia bác ấy làm á, thì cái bác làm cho một chân thì cái chân bác ấy làm nó nhẹ hơn cái chân mình tự làm rất là nhiều. Đúng rồi, đương nhiên mình mới tới đây có lần đầu tiên, mình mới học được có mấy phút thì mình chưa có thành thạo chuyên nghiệp. Bây giờ mình về mà mình cũng làm, khoảng ngày nào mình cũng làm thì mình còn chuyên nghiệp hơn người ta. Nên là chắc chắn vẫn... là làm đúng kỹ thuật và làm chịu có thường xuyên sẽ hiệu quả. Đúng rồi, mình phải tự làm nữa nhé, phải phải trông chờ vào ai. Khi tôi mà được hướng dẫn phương pháp mà suy giãn tĩnh mạch này, tôi tự làm cho tôi được và tôi cảm thấy rằng cái chân tôi nó dễ chịu mà nó không có cảm thấy mỏi, người nó thư thái, thấy khỏe rồi. Thấy là làm cái này thì cái gót chân thì nhận xuống ấy thì lúc ấy nó không có đau, nhưng mà ấn được một lúc thì thấy nó cũng đỡ đỡ. Dậm gót nữa chị nhé, dậm gót này, chườm gan này, chườm nóng lòng bàn chân thì sẽ hết cái thốn gót chân, cái khóa mở mấy cái ban tĩnh mạch ấy. Đầu tư đi học thì đau cái gót chân này này. Bây giờ lúc ấy nó có lục cục mà bây giờ bé này nó không có lục cục. À đâu bé như nào không lục cục? À hết lục cục rồi. À, mấy chị này đều biết nhờ bà đến đây để học để tự chữa cho mình, nhưng mà rất biết cách nhờ bà. Rồi chị,
hôm qua buổi học ngắn ngủi, như mình thấy có kết quả chân nhẹ bớt đi. À, nhẹ bớt à? Mấy chị kia sướng quá, cứ bàn tán hoài về kết quả. Xin cảm ơn cô giáo, cảm ơn các chị học viên cũng hỗ trợ mình tại mình buổi đầu. Rồi, buổi đầu bẽn nhẽn, bỡ nhớ. Rồi. Ô đây. Thứ nhất là từ nãy giờ thì các chị cũng nói rất là nhiều về cái dụng, rõ ràng nó có tác dụng ngay. Nhưng mình cảm nhận là cái phương pháp nó rất là khoa học. Tức là cách nói để cho nó rất khoa học và nó thông được cái mạch máu của mình. Thế và hơn nữa mình qua mới tiếp xúc thôi, nhưng mà mình nghĩ ở đây nó sẽ chắc chắn là có nhiều cái phương pháp chữa bệnh rất là khoa học. Thì nghĩ là chắc không phải một lần này là lần đầu mà cũng hy vọng sẽ được tiếp tục học ở cô và trung tâm. Bộ môn sẵn sàng đón nhận học viên mới. Mà không chỉ sức khỏe mà thấy còn có thể là về sắc đẹp nữa thì sau chính này. Xác luôn. Chính xác luôn. Lát nữa đây sẽ hướng dẫn làm sao để đẹp nữa, trẻ và đẹp nữa. Nãy giờ thì được cô giáo với lại các anh chị học viên hướng dẫn á, thì tôi đẩy mỗi chân được 3 lần thì cảm giác là hai cái chân của mình nó nhẹ và những cái đường gân xanh ấy nó cũng mờ bớt đi. Thì thấy cái cách chữa trị này đúng là khoa học và hiệu quả. Và mong rằng cô giáo sẽ phổ biến nhiều hơn nữa những cái phương pháp không những chữa cho sức khỏe mà là còn cho làm đẹp cho phụ nữ. Cảm ơn cô giáo với các anh chị học viên. Đây là quang cảnh, toàn cảnh của cái buổi mà chúng ta hướng dẫn chữa suy giãn tĩnh mạch chân, phù chân, đau tắc ban tĩnh mạch, lạnh chân, rồi đau thốn gót chân. Đông ơi là đông, cho em quay mọi người một cái nha. Đó, ngồi thế đó. Rồi, bây giờ là đến cái phần hướng dẫn làm đẹp nha. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.